chia sẻ nó sẽ hiện ra là 10 nhưng hoặc là chị sẽ nhận rồi cái này mua được rồi này. Cái này mua được rồi đấy. Không ghi ở ngoài á, đây bay đi, trang không nhất là của em, bạn đúng không các bạn ơi, à, để đúng rồi bên đây nè, không để nước chúng, hello Hải My nha, đây đây ghi đây đây này, để em chỉ đó, xong rồi ghi đó. À, nghe tiếng quạt hả? Nghe tiếng quạt hả? Cho đứng ngắt luôn hả? Cho đứng ngắt đi. Hello mấy chị. Hello chị Linh Ngọc nha. Hôm nay em sẽ like với nick này cho nên mọi người chia sẻ live stream giùm em nha. Lâu ngày quá rồi em mới lên nè. Không biết ai nhớ không? À, dạ đúng rồi. Tên của em mà, tiếng thiệt của em là Thảo mà. Chị mày. Kêu nghe tiếng quạt kìa, Hà Mỹ kêu nghe tiếng quạt kìa. Mấy chị chia sẻ bài giùm em nha. Bây giờ để em ghi bên ngoài này ha. Mọi người ơi, áo khoác nha. Nói quá, áo khoác này á, là áo khoác lúc trước em có bán rồi, giá 180 hay gì đó, có áo khoác có nón, áo khoác không nón đó mọi người nha. À, không, ở trên không cần đâu anh Hà. Nó chói, không cần đâu. À, cái này áo khoác nha. Khỏe mới lên này, khỏe rồi mới lên này. Nhưng mà cái này hơi bị xấu xíu. Hôm nay là like đang like mấy cũ thôi đó, cái là vừa. À, đó, rồi, vừa đó. Mấy chị chia sẻ live stream nha, thì áo 130 thì bây giờ là còn 120 nha mọi người nhé. Còn nếu mọi người mua hai cái thì sẽ giá là 140 một cái nha mọi người nha. Rồi ok, chị Trung Yến chia sẻ bài giùm em nha mấy chị đẹp nhé. Trời ơi, có khách kìa. Em tưởng mọi người hello chế. Hello chế Hải Trương nha. Đây này, áo khoác này nha mọi người nha. Tức là cái này sẽ có nón rồi, áo khoác không có nón nha. Đó, đây này, áo khoác có nón, áo khoác không có nón. Đây mọi người thấy không? Đẹp nha. Đây hình đẹp quá. Giá là 130k nha mọi người nhá, rất là đẹp luôn đó, mặc lên form như vậy nhá. 130k nếu mà chị nào mà chia sẻ livestream nhá. Giá chia sẻ livestream là giá 120, có loại có nón và có loại không có nón nhá. Nhưng nó hơi thấp để em kéo lên xí nha mọi người nha. Chia sẻ like giùm em nha mọi người ha. Còn nếu chị nào vừa chia sẻ like mà vừa mua hai cái thì giá của nó là 101 một cái nhá. Ở nhà em ở Sài Gòn, em ở Sài Gòn nha, em không có về quê được. Em không về quê nha. Để mấy chị thấy không, rất là đẹp nha. Và mẫu như em đang mặc rất là nhiều màu. Chị nào lấy mẫu em đang mặc thì mọi người cầm vân mã số 1 nha. Form này, cái này thì tầm khoảng là 55kg đổ xuống, cao 1m6 là mặc ok nha mọi người nhá. Chia sẻ livestream giùm em giá của nó 130, chia sẻ livestream giá còn 120. Chị nào mua vừa, cái này 55kg đổ lại là mặc ok nha mọi người nhá. Chị nào lấy mẫu thảo mặc á thì cầm vân giùm em là mã số 1 nha. À, sao không gian này đẹp không? Không gian này đẹp không dưỡng này. Hôm nay rất là đẹp tại vì hôm nay có đầu tư khác nha. À, mới chuyển phòng. Rồi chị nào lấy áo thảo mặc á thì mọi người comment giùm em là mã số 1 nha mọi người nhé. Từ 40 nói chung là dưới 55kg mà ok, chị nào cao 1m6 thì mọi người có thể là 55kg hoặc là 50 mấy kg mà ok nha mọi người nhé. Rồi, mẫu em đang mặc là mã số 1, để em sẽ qua mẫu cho mấy chị đẹp nha. Đó. Này, cái này là con nón cho mọi người nha. Nè, cái này là con nón nha. Chị nào mà thích áo khoác con nón thì mọi người đây như vậy nha, form như vậy nha mọi người nha. Chị nào thích áo khoác con nón thì mọi người comment màu em đang mặc màu đỏ này ha. Đây nha mọi người nha. Rất là đẹp luôn. Hàng này là có hai lớp nha mọi người nha. Có túi hẳn hoi này mọi người này. Có túi nha, có túi để đựng tiền nha. Hai lớp nha mọi người nha. Lâu nay em quay lại rồi đó. Này mấy chị mà không mua em là hello Thạch Yến Di nha. Mấy chị mà không mua em là em bận lại nha mấy chị nha. Rồi, mã số 1 nha. Mã số 1 nhá. Ở đây là bà. Đây xem sau lưng nhá. Đây là bà ơi. Đây nhá. Rồi màu em đang mặc đẹp không? Đẹp nhá. Mới đầu tư lên lại mới chế. Đẹp nhá, không gian này nó mới sáng được, em like nó mới sáng được cái áo này. Chứ lúc trước không gian nó cái nhà nó nhỏ quá, không có làm không gian đẹp được. Này đẹp nhờ. Đẹp không? Bên ngoài đẹp không?
Đây, hơi bị mờ ta. Có hơi bị mờ không? Mai đổi phải cho nó đẹp nhá. Rồi chị nào lấy mẫu này thì comment cho mấy mặt số 1. Ô, ăn lưng vai thử ghim bài giùm em đi. Thế ghim như vậy luôn rồi em ghim bài cho. Rồi giá là 130, nếu chị nào chia sẻ livestream thì giá còn 120, còn chị nào mua hai cái thì giá là 101 nha mọi người nhé. Rồi hai lớp nha. Rồi để Thảo qua mạng nha. Rồi chị nào lấy mẫu này thì comment giùm em là mã số 1 nha mọi người nhé. Mã số 1 giá là 130 một cái, chia sẻ livestream 120 nha. Nếu chị nào mua hai cái thì giá là nhiêu nhỉ? 101 một cái nha mọi người nhé. Đây này. Đây màu tím nha mọi người nhé, Gucci nhá. Lấy một này, ok Trương Tiên nha. Rồi đằng sau này nha mọi người nhé. Cái này là màu tím và cái này là không có nón nha mọi người thấy không? Cái quai nhá, cực kỳ sang luôn. Mà em bán là mấy chị biết nha, dù nít nào cũng về. Nít kia ít người tương tác à, nít nào cũng về nhưng mà chấp thì em bao nha mọi người nhá. Đây hai lớp nha mọi người nhá. Đây hai lớp nhá. Rồi màu tím này là mã số 2, cái nào em cùng mặc thử nhá. Form này thì tầm khoảng 55 kg mà ok nha. Nhìn dễ thương, nhìn đẹp không? Đẹp không người đẹp. Rồi cái này là không nón nhá. Trời ơi sang chưa? Nếu mà mua hai cái có 101 một cái thôi. Cái này mọi người đi ra ngoài shop mua là phải là 300 ngàn nha. Em ít nhất là 300 ngàn nha mọi người nhé. Rất là đẹp nha mọi người ha. Rồi mã số 2 nhờ. Mã số 2 nhờ. Dạ Dung về lý, Dung về học vô lý ở dưới quê rồi. Rồi không có thuận tiện địa lý nữa. Cho nên phải tắt thôi. Sau này anh phải lấy chồng mà. Rồi học vô lý để lấy chồng nha. Cho nên là hai người hai nơi nha. Rồi chị nào lấy mẫu em đang mặc, mọi người comment giùm em mã số 2 này. Ui mạo lắc quá mấy chị ơi. Mạo lắc quá. Rồi chị đẹp nào lấy thì comment giùm em là mã số 2 nha. Cái này thì form này thì dưới 55 kg là mặc ok nha mọi người nhá. Mẫu này là màu tím nha mọi người ơi, màu tím nha. Nhìn bên trong hình á thì nó hơi khác một xí nhưng mà bên ngoài này là màu tím nha mấy chị nhá. Tại cái màu này nó hơi đậm á. Rồi chị đẹp nào lấy mẫu con không nó này thì comment giùm em mã số 2. Mua hai cái thì giá là 101. Còn mua một cái có chia sẻ livestream là giá 1.2 nha. Nếu chị nào không chia sẻ livestream là 1.3 nha. Tại vì áo khoác này mấy chị mua bên ngoài thị trường là giá là rất là cao nha mọi người ha. Giá này cực kỳ cao luôn đó nha mọi người. Hai lớp rất là dày nha, cực kỳ đẹp. Rồi chị nào chị nào lấy mẫu mã số 2 màu tím đó thì comment. Chỗ có ai chia sẻ bài cho em không vậy mọi người?